Lô đất Đa đai 2024 bước ngoặt lớn đất dính kế hoạch sẽ lên ngôi Xin chào anh chị nhà đầu tư tôi là Long Thì rất nhiều như anh chị thời điểm này có chia sẻ đến với Long rằng là Đất của anh chị thì thời điểm vừa rồi bị dính mất kế hoạch Nhưng mà có một vài những cái nghị quyết, những cái nghị định về lô đất Đa đai sửa đổi thì mới được thông qua Thì anh chị cũng muốn hiểu rõ hơn để làm sao mà tránh được những cái rủi ro Ví dụ như là đất của anh chị dính kế hoạch xong rồi Thì cái phương án giải quyết tiếp theo nó sẽ là như thế nào để làm sao mà có lợi nhất cho anh chị Chúng ta sẽ cùng nhau trang bị về những cái kiến thức bất động sản kiến thức về đất Đa đai và những cái thông thông tin mới về mặt pháp lý để chúng ta hiểu rõ và đưa ra những cái quyết định trong năm 2024 làm sao mà thành công, làm sao mà thắng lợi trong cái thị trường đầu tư bất động sản. Thì rất nhiều anh chị thời điểm này cũng rất là lo lắng. Đây là một cái nỗi buồn gần như là một cái nỗi đau mà khi mọi nhà đầu tư đi đầu tư đều gặp phải. Đầu tư xong mà chúng ta bị dính phải quy hoạch, đôi khi là dính phải công trình của nhà nước, đôi khi là dính phải một vài những cái dự án, hay đôi khi là dính phải các công trình công cộng, những cái tuyến đường mới mở ra. Thế nên đây là một trong những cái mà long nghĩ là rủi ro nhất trong cái trường hợp là chúng ta đi đầu tư bất động sản. Ai chúng ta sẽ cũng sẽ đều gặp những cái băn khoăn, những cái lo lắng như vậy. Thế nên trong cái chủ đề video ngày hôm nay Long sẽ chia sẻ hết cho mọi người để giúp cho mọi người hiểu rõ hơn về đất chính quy hoạch và tại sao Long lại bảo là đất chính quy hoạch nó sẽ lên ngôi cho năm 2024 sẽ có nhiều những cái quyền lợi tốt hơn dành cho người dân, dành cho những anh chị nhà đầu tư thời điểm này dành cho những anh chị nhà đầu tư thời điểm này thì nói về đất dính quy hoạch thì có một vài những cái lưu ý và Long muốn chia sẻ cho mọi người Mọi người hãy xem hết cái chủ đề video của Long là làm sao chúng ta sẽ có những góc nhìn tốt nhất về lối đai sửa đổi, về pháp lý và hiểu rõ hơn về quỹ đất Và hiểu rõ hơn về những cái bất động sản dính vào quy hoạch Thứ nhất là chính là một số những cái quyền lợi mà đất dính quy hoạch sẽ được hưởng trong cái chủ đề video ngày hôm nay Khi mà lối đai sửa đổi được thông qua và Long sẽ chia sẻ bóc tách sâu hơn cho mọi người thì có một vài những cái Long rất là thấy là băn khoăn Thứ nhất là về quy hoạch thì à, khi mà những quy đất bất động sản của chúng ta bị dính phải quy hoạch ấy, Thì gần như một trong những cái nỗi sợ của nhà đầu tư là quy hoạch chúng ta bị treo ở đó Treo ở đó này có những cái bất động sản mà gần như chúng ta bị treo khoảng tầm 10 năm Đến tận 20 năm, thậm chí là 30 năm là câu chuyện đã từng xảy ra nhé Bởi vì là có những một vài các công trình người ta chỉ không chịu gọi là đẩy nhanh tiến độ Người ta không chịu làm ấy, người ta không giải quyết được cái vấn đề gọi là uh, dính quy hoạch của chúng ta Thì nếu như trong trường hợp là gì, chúng ta đất bị dính quy hoạch thì rất là khó bán lại lại, thậm chí là chúng ta không thể nào bán lại lên phòng công chứng này gần như người ta sẽ không công chứng cho chúng ta hay là khi mà chúng ta lột lên bên vụ phận một cửa của văn phòng đăng ký đất đai để chúng ta chuyển đổi từ người cũ sang người mới ấy, thì gần như chúng ta cũng không được quyền gọi là chuyển nhượng mục đích sử dụng đất thì khi mà chúng ta không được chuyển nhượng sử dụng đất như vậy ấy, thì chúng ta bỏ lỡ được rất nhiều những cơ hội đây là một trong những cái mà rủi ro thứ nhất là mất tiền này mất cơ hội này thì gần như là không tiến triển thêm được các cái bước quy hoạch tiếp theo ấy thì gần như là chúng ta sẽ chưa biết là giải quyết được cái bất động sản đó của chúng ta như thế nào. Thì có một vài thông tin vui dành cho anh chị nhà đầu tư, ví dụ như chúng ta đang có một vài những cái nghị quyết thay đổi. Thứ nhất là thay đổi cái khung giá đất thành cái bảng giá đất Ví dụ như là khung giá bây giờ thì chỉ giới hạn ví dụ một địa phương người ta sẽ có cái khung giá riêng thay đổi gọi điều chỉnh 5 năm một lần. Ví dụ như khung giá thì nó sẽ dao động ví dụ như là không quá cái số tiền nó giống kiểu như là à, cái số tiền ở địa phương đó trên mét vuông đất ở khu vực địa phương đó ấy, thì nó sẽ không quá cao hơn so với cả khu vực khung giá của địa phương. Thường thì khung giá đất hiện tại thì long thấy nó sẽ thấp hơn khoảng tầm à, 80 đến tầm từ 70 đến 80% so với cả giá của thị trường. Ví dụ như là ở các khu vực mà tầm 5 triệu mét vuông ấy thì giá thị trường của khu vực đó thì thường người ta sẽ dao động khoảng tầm từ 30 cho khoảng tầm 40 triệu mét vuông là chuyện rất là bình thường. Cho nên là đây là một trong những cái mà nếu như mà lỗi đã sửa đổi thông qua ấy, thì không còn cái, cái cái chuyện rằng là gì các cái doanh nghiệp hay nhà nước người ta đền bù ấy, hay là đặc biệt là doanh nghiệp ấy, người ta đền bù cho người dân ấy thì người ta sẽ đền bù trên cái bảng giá đất, người ta sẽ điều chỉnh cái bảng giá đất dựa trên gọi là một năm một lần nên khi mà chúng ta gọi là nhìn vào là chúng ta sẽ thấy rằng là gì khi mà người ta đền bù người ta lấy đất của chúng ta làm các cái quỹ đất doanh nghiệp làm các dự án ấy, thì người ta phải xem cái mức giá đền bù nó phải thỏa đáng và đúng với cả cái giá hiện tại giao dịch của thị trường ấy thì lúc đó thì thứ nhất là chúng ta sẽ không lo ngại về vấn đề gọi là quy hoạch chúng ta bị đền bù nó thấp tiền quá đền bù rẻ quá đây là một trong những cái mà long thấy rất hưởng lợi về cái vấn đề gọi là đất bị dính quy hoạch và thứ hai là về đất dính quy hoạch ấy, thì chúng ta phải xem xem là trong cái thời điểm mà được công trong cái thời điểm ấy chúng ta nhận được quyết định là à, thu hồi đất của chúng ta ấy thì gần như chúng ta phải xem xem cái thời điểm hiện tại là thời điểm bao giờ ví dụ như là trong năm 2023 trong năm 2022 trong năm 2024 ấy thì trước khi luật đất đai sửa đổi thông qua chưa chưa ban hành cái bảng giá đất ấy thì ví dụ như chúng ta có cái quyết định thu hồi nhưng mà một vài năm sau người ta mới thu hồi đất của mình nhưng người ta lại tính trên cái gọi là cái khung giá đất của cái, những cái năm mà chúng ta có quyết định thu hồi thôi thì điều này thực sự là một trong những cái điều mà rất là không có lợi cho người dân ví dụ như là chúng ta phải xem xem là cái thời điểm thời hạn thu hồi quyết định như thế nào và cái tiến độ uh, nhận được cái dự án đó ra sao để chúng ta xem là cái thời gian nó có khớp với nhau hay không Ví dụ như là người ta muốn thu hồi muốn thu hồi quyết định sử dụng đất của mình trong năm 2024 nhưng mà đến tầm khoảng tầm năm 2027, năm 2028 người ta mới quyết định gọi là làm dự án ấy thì người ta lại muốn lấy cái khung giá là từ cái thời điểm thu hồi đấy thì thực sự là chúng ta sẽ mất gần như là à, mất đi rất là nhiều tài sản, rất là nhiều về cái số tiền thực tế của chúng ta. Chúng ta hãy lưu ý cái phần này để xem xem là cái quyết định thực hiện thu hồi là bao giờ. Thứ hai là đất dính quy hoạch thì nó sẽ có khoảng tầm 32 các cái loại đất, 32 cái loại đất thì nó thuộc về gọi 32 cái loại đất này thì nó thuộc về thu hồi nó không áp theo cái giá của thị trường. Nó thuộc diện thiên hướng về của nhà nước người ta thu hồi ấy. Thế nên là chúng ta sẽ có một cái video riêng chia sẻ rõ hơn về 32 cái loại đất này là gồm những cái loại đất nào để giúp cho anh chị tự phân định, tự xem xem là đất của chúng ta có thuộc 32 loại đất này hay không. Tiếp theo là giá đất đền bù nó sẽ khác Ví dụ như là ngày trước thì cái khung giá đất thì chúng ta thay đổi rất là lâu thậm chí là tầm 5-10 năm mới có thay đổi một lần Thì hiện tại thì khi mà từ ngày 1 tháng 1 của 2025 ấy Khi mà thay đổi cái bảng giá đất ấy, thì gần như chúng ta sẽ điều chỉnh mỗi năm một lần Ví dụ như là năm nay thì khu vực này giao dịch với mức khoảng tầm 8 triệu mét vuông Nhưng năm sau đôi khi là nhiều dự án về đây quá Người ta muốn đầu người ta bán ra giao dịch ra thì mới giá khoảng tầm 15-16 triệu mét vuông Thì năm sau là người ta sẽ điều chỉnh cái bảng giá đất ngay Chúng ta sẽ không tính tiền như là năm, 2020, năm 2025 mà người ta sẽ tính tiền sang năm 2026 Và nếu như năm 2025, năm 2027 ấy, Mà người ta thay đổi cái giá của thị trường Người ta sẽ tính theo cái giá bất động sản của thị trường Thời điểm hiện tại đấy là một trong những cái mà điều chỉnh gần như là sẽ rất là sát so với cả giá của cái thị trường thời điểm hiện tại mỗi năm một khác mỗi năm một cái bảng giá đất khác nhau thì đây là một trong những cái mà quyền lợi cho người dân người dân sẽ đỡ rủi ro hơn trong cái vấn đề gọi đền bù giá đất bởi vì là giá của nhà nước đền bù thời điểm hiện tại thì long thấy là rất, là rất là rẻ thế nên là xảy ra rất nhiều những cái mâu thuẫn của những cái nhà dân người ta không chịu di rời đi các khu vực khác ấy. bởi vì người ta thấy rằng cái giá đất thời điểm hiện tại nó không đáng so với cả cái giá giao dịch của thị trường ấy. nên người ta tạo ra những cái sự kháng cự nên là nó làm cho các dự án rất là rất là chậm tiến độ này. Và thứ hai là các cái tuyến đường gần như là người ta chịu người ta ở đó không chịu di rời mà cái công tác gần như là giải tỏa mặt bằng là một trong những cái công tác mà rất là khó trong cái việc làm dự án trong cái việc làm đường. Thì khi mà luật thông qua như này thì Long tin rằng tất cả những cái điều trên ấy, thì nó sẽ đẩy nhanh cái tiến độ nó sẽ làm sớm hơn cho mọi sớm hơn các cái dự án và sớm hơn cho các cái tuyến đường đây là một cái mà nó sẽ giúp cho kinh tế nó phát triển nhanh hơn và không có cái sự trì trệ như là các cái dự án trước đây tiếp theo có một cái điều mà rất nhiều anh chị nhà đầu tư quan tâm đó chính là về cái bảng giá đất này là một chuyện rồi còn tiếp theo là về cái vấn đề gọi là khi mà mọi người bị dính kế hoạch ấy, mọi người sẽ lo về vấn đề đất của chúng ta thì liệu là khi dính kế hoạch như thế thì chúng ta sẽ ở đâu thì có một cái lưu ý khi mà nó ra sửa đổi thông qua đó là chính là trước khi mà luật thông qua ấy, thì gần như là người ta phải làm những cái nghị định rất là rõ ràng, ví dụ như người ta phải cấp cho chúng ta một uh, gọi là xuất tái định cư, nó phải thứ nhất là nó phải tốt hơn so với cả thời chỗ mà chúng ta đang ở ấy. thì người dân người ta mới muốn gọi là chuyển đổi sang khu vực mới người ta ở. Thế nên là trước khi mà các cái dự án làm ấy, người ta phải làm sao một bố trí rõ ràng, bố trí gọi là thoải mái về vấn đề gọi là tái định cư để giúp cho người dân người ta đến khu vực đó người ta ở, người ta ổn định lại cái công việc, ổn định lại cái vấn đề gọi là sinh hoạt để giúp cho chúng ta làm sao và thúc đẩy nhanh về cái dự án về vấn đề gọi là đất dính kế hoạch ấy, thì nếu như mà góc nhìn của Long thì nếu như anh chị nhà đầu tư nào mà đi đầu tư thì những cái điều mà xảy ra thì đôi khi là chúng ta không lường trước ở trong tương lai nhưng mà nếu đất của chúng ta bị dính kế hoạch thời điểm hiện tại thì chúng ta sẽ gần như là đỡ gọi là băn khoăn hơn đỡ gọi là lo lắng hơn À, bởi vì là sau khi mà thực hiện các cái dự án sau khi mà à, bảng giá đất được công bố ra ngoài trong năm 2025 mùng 1 tháng 1 của năm 2025 ấy thì gần như là quyền lợi của người dân sẽ được đảm bảo hơn về đền bù này à, cũng như là khi mà những cái nghị định mới được đưa ra như vậy thì long tin rằng người dân người ta sẽ rất là hợp tác nó sẽ ít xảy ra những cái trường hợp gọi là à, gần như là chống đối lại chính quyền chống đối lại các cái ban ngành của địa phương người ta xuống người ta làm các cái dự án À, nếu như góc nhìn của long thì long thấy rằng là mọi thứ đều minh bạch và rõ ràng hơn cho thị trường đầu tư bất động sản khi luật đai sửa đổi thông qua như vậy nếu như mọi người đây là video mà long muốn chia sẻ cho mọi người về cái những cái góc nhìn về luật đai 2024 những cái bước ngoặt lớn khi mà đất dính kế hoạch lên ngôi à, nếu như mọi người thấy video này hay thì mọi người hãy để lại cho long một like một comment cũng như một đăng ký kênh để giúp kênh của long ngày càng phát triển mạnh hơn để khi long ra những chuỗi video thì mọi người sẽ là những người đầu tiên nhờ những cái thông tin mới nhất từ long về thị trường đầu tư bất động sản và long xin vô cùng cảm ơn quý anh chị nhà đầu tư đã xem hết cái chủ đề video của long